Chương 1 Biết sử dụng lôi đế thiết chu y Pikachu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lưu ý tất độc Thế giới quan là dị giới, rộng lớn vô số lần thế giới TKM, đẳng cấp cao hơn, cảm tưởng đây là map đại chúa tể, còn TKM là đấu phá. TKM có thêm trung ương chất, chắc là phân theo STAT. Vì là dị giới chứ có phải Nhật Bản, đa phần là tên Hán, nền tệnh NVC có đổi sang nêm nhật. Ung ung. Bách hoa thành ngoại ô một tòa trong núi hoang, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời đột nhiên vang lên một hồi sấm rền âm thanh. Ngay sau đó bầu trời liền vô căn cứ tụ tập được một mảng nhỏ lôi vân. Tần xuyên thần tình khẩn trương nhìn cách đó không xa con kia cả người bốc lấy điện quan hoàng sắc con chuột, ở lôi vân dần dần khuếch tán đến phương viên mười thước cao thấp thời điểm, chợt quát. Ngay tại lúc này, Pikachu, lúc này đây nhất định có thể. Sử dụng lôi đế thiết chú y. Pika, Pika, khâu. Theo tầng xuyên trống to một tiếng, Pikachu trên người lôi điện cũng trong nháy mắt bạo khởi, liên tiếp đến lôi vân bên trên. Két. Răng rắc. Một giây kế tiếp, xét giữa trời quang. Một đạo chừng to bằng miệng chén chú y hình dáng thiểm điện hướng tầng xuyên đối diện đỉnh núi chợt đánh xuống. Oanh đinh tai nhức ốc muộn hưởng tiếng phía sau, cái này có chừng gần cao hơn 3 mét tiểu thổ sườn núi, bị trực tiếp lột hơn phân nửa, bụi bặm hoàn toàn tán đi sau đó, còn có thể chứng kiến bị sét đánh chém thành nám đen thổ địa. Tốt, cuối cùng thành công. Tần xuyên hai tay nắm tay, thần tình hơi có chút kích động, hơn nữa. Cái này uy lực, chỉ sợ là không chút nào kém cỏi hơn tam tinh Pokemon toàn lực nhất kích. Pika Pika thi kiểm tra xong kỹ năng sau đó, vút ve vọt trở lại trong lòng ngực mình Pikachu cái kia nhu thuận da lông, tần xuyên lâm vào trong hồi ức. Cách mình giác tỉnh, kiếp trước, ký ức đã có 3 tháng, nói thật, hắn đối với mình xuyên việc chuyện này vẫn tương đối cao hứng. Đời trước tần xuyên bất quá là một cái không cha không mẹ cô nhi. Bây giờ xuyên việc trọng sinh sau đó, không những có người nhà, càng là thu được tha thiết ước mơ, có thể tiếp xúc sống sờ sờ Pokemon cơ hội, tự nhiên là tương đương hài lòng phải biết rằng, Tần Xuyên bản thân nhưng là một cái vô cùng trung thực Pokemon túi tiền mê đâu. Chỉ bất quá, duy nhất tương đối đáng tiếc chính là mình rơi vào cái này thai bên trong bí ẩn thời gian quá lâu. Ước chừng sắp xỉ 18 năm. Thế cho nên để cho mình bỏ lỡ không ít quý giá thời gian. Bất quá hoàn hảo. Hắn cuối cùng là thanh tĩnh lại. Căn cứ chính hắn 3 tháng này cố ý hiểu rõ, cùng từ chính mình đời trước kế thừa ký ức đến xem thế giới này cũng không phải là hắn thanh tĩnh lần đầu tưởng tượng như vậy, là Pokemon anime thế giới. Tuy là cũng có Pokemon cái này mộng huyễn giống loài. Nhưng đây cũng là một cái so sánh Pokemon anime thế giới càng thêm uyên bác to lớn thế giới. Chỉ riêng thế giới diện tích mà nói, liền không thể so sánh nổi. Theo hắn biết, bây giờ chính mình sinh tồn bách hoa thành chỗ ở huyền không Pokemon vực cao thấp, thì có sắp xỉ 15 ức km 2 là hắn kiếp trước sinh tồn thủy lam tinh diện tích chung gấp 3 Phải biết rằng, giống như Huyền không khu vực như vậy, Pokemon khu vực lớn lớn nhỏ nhỏ tồn tại đâu chỉ số lượng một bàn tay. Lại càng không muốn nói bao quát những thứ này Pokemon khu vực trên từng cái Pokemon địa khu. Bất quá, có điểm tiếc hận là Tần xuyên ngoại trừ biết mình chỗ Pokemon địa khu tên, nhưng trên thế giới Pokemon địa khu rốt cuộc có bao nhiêu, hắn lại hoàn toàn nói không được. Dù sao thế giới này thực sự quá lớn. Mà đứng hàng huyền không Pokemon khu vực tam đẳng thành phố Bách Hoa Thành, bản thân chỉ có thể coi là bên trên là một cái thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương mà thôi. Dữ liệu thiếu thốn cũng nguyên do có thể chấp nhận. Húng chi nguyên bản Tần Xuyên vẫn là một cái trầm mê học tập con mọc sách. Dĩ nhiên, liền Tần Xuyên xem ra, thực tế chiếm diện tích không sai biệt lắm là kiếp trước ba bốn cái địa cấp thành phố lớn nhỏ Bách Hoa Thành, kỳ thực tuyệt không tiểu là được. Nếu là thế giới Pokemon, như vậy Pokemon tầm quan trọng tất nhiên là không cần nói cũng biết. Trên thế giới này, chúng nó là quyết định một người thân phận địa vị nguyên nhân căn bản một trong. Miễn là tham gia cùng Pokemon có liên quan chức nghiệp, chính là trên cái thế giới này đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp đoàn người. Nói thí dụ như Pokemon nuôi dưỡng sư, Pokemon bác sĩ, Pokemon học giả, Pokemon bác sĩ các loại. Không phải trường hợp cá biệt mà những cái này chức nghiệp trong nhất ăn ngon một loại, chính là pokemon huấn luyện sư. Tự như thế giới này vẫn truyền lưu câu nói kia, tuổi trẻ khinh cùng thời điểm, người nào vừa không có trở thành một danh đỉnh cấp huấn luyện nhà mộng tưởng đâu. Đi tới nơi này cái thế giới tần xuyên tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Đời trước chỉ có thể cách màn hình không tưởng, bây giờ đây hết thấy gần ngay trước mắt, hắn như thế nào có thể sẽ buông tha cái này thực hiện mơ ước cơ hội đâu? chớ đừng nói chi là hắn còn có xuyên việt giả tiêu phối bàn tay vàng, Pokemon phụ gia hệ thống, gia thân. Hai ngày này, Tần Xuyên đã lục lọi rõ ràng cái này chút nào không có trí không hệ thống, nguyên tắc công hiệu. Ngoại trừ khá đại chúng thuộc tính tra xét, Pokemon cửa hàng, hệ thống không gian các loại, chờ, năng lực ở ngoài. Nó còn có giống nhau Tần Xuyên nhất nhìn trúng năng lực. Tức là Pokemon phụ gia miễn là tần xuyên đánh bại những thứ khác Pokemon, hoặc là hoàn thành một ít hệ thống soát đi ra thành tựu, là có thể tuôn ra các loại thưởng cho, thậm chí chưa thiên vạn giới nhân vật ván khuôn. Mà những cái này nhân vật ván khuôn, có thể từ hệ thống đem năng lực thiên phú phụ gia dung hợp đến Pokemon trong thân thể, tăng cường tiềm lực của bọn nó cùng với thuộc tính. Phải biết rằng, tuy là cái thế giới này Pokemon sức chiến đấu hơn xa anime trong biểu hiện trình độ. Nó mạnh mẽ Pokemon thậm chí sở hữu phá núi đoạn hải, cải biến địa hình thực lực. Nhưng giống như nay Tần Xuyên hiểu rõ đến xem, cường đại tới đâu Pokemon, đem phóng tới chư thiên vạn giới trong, nhưng cũng như trước chưa được xếp hạng. Dù sao, kiếp trước suốt ngày du lãm với anim tiểu thuyết vòng hắn, hiểu biết đến nhân vật bên trong, đừng nói là phá núi đoạn hải, cải biến địa mạo, ngay cả một kích bạo nổ tinh, trưởng diệt vũ trụ nhân vật đều có không ít nó uy năng căn bản là không có cách tưởng tượng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.